Xin chào tất cả các anh em nha. Video này giới thiệu cho anh em tham gia một chương trình để góp nhận 50 token EC từ sàn EC Swap các bạn. Để tham gia hôm nay, bạn click phần link mô tả dưới video mình mở Telegram nó sẽ tắt chatbot các bạn. Một token EC khoảng 1 USDT get 50 token. Bạn show này góp này mà. Rồi nhiệm vụ đầu tiên bạn show kênh góp kênh seller các bạn. Kênh seller thì các bạn follow nữa các bạn. Rồi bạn mới đáp lại các bạn. Rồi Twitter thì bạn follow fanpage nữa các bạn. Rồi bấm dỡ fan. Nó sẽ chuyển các bạn đến tờ Twitter của mình nha các bạn. Tờ Twitter thì các bạn theo dõi nè các bạn. Các bạn like và tạo gift ở dưới game nha các bạn. Test lại nè. Và các bạn chờ chút xíu nha các bạn. Rồi các bạn mới đáp lại đi các bạn. Rồi các bạn bấm vào nút submit detail nè các bạn. Rồi các bạn bấm done nha các bạn. Tiếp tục bạn gỡ đường link tại Twitter, mà đủ file tại Twitter mình nha các bạn. Các bạn chờ mình chút xíu nha các bạn. Các bạn vào trang cá nhân tại Twitter mình mà nhấp vào bài luận cùng nhấp vào chia sẻ các bạn sẽ chấp liên kết nha tất cả các bạn. Tôi copy cái link này, copy cái link tại Twitter mình các bạn. Rồi các bạn bắt đáp lại nha các bạn. Và bạn post ra nè. Bạn dán vào đây nha các bạn. Ui la. Máy không thấy khi nào chạy mọi người cái tiếng nào cho mình vui hết á. Rồi các bạn gửi cho bot nha các bạn. Lá qua các bạn. Tiếp tục thì các bạn gửi địa chỉ với BNB Smart Chain các bạn. Các bạn có thể dùng địa chỉ trên ETH trên Chirp Wallet hoặc là địa chỉ BNB Smart Chain trên Chirp Wallet các bạn. Các bạn sẽ chép lên, sẽ chép vào các bạn. Rồi các bạn mới đáp lại. Và mở Telegram ra nè, bấm bắt vô đây nè. Rồi các bạn gửi cho bot nha các bạn. Tiếp tục cái join vào kênh iDrop Ninja của nó, các bạn bấm don nha các bạn. Quá lock quá tầm. Ok, rồi nó hiện ra một rồi bấm jack nha các bạn. Rồi bấm sở thích tài khoản của bạn nè các bạn. Video mình đến đây cũng kết thúc các bạn. Mình chào tạm biệt tất cả các bạn. Hẹn tất cả các bạn những video clip tiếp theo từ mình nhé.